Điều mình hối hận nhất khi sắm đồ cho shop là gì? Là em mua cái này này. Và mình chắc chắn bác nào KDOL cũng đã từng em mua cái thanh này. Và mọi người sẽ nhận ra là nó không được bền lắm, đặc biệt là với bác nào muốn treo nhiều đồ giống mình. Thì hôm nay mời các bác cùng mình thử tìm giải pháp khác xem sao nha. Nó đây này, trông khá cồng kềnh đó, nhưng bê không nặng lắm. Phòng mình trên tầng 5 giờ mình sẽ bê lên để lắp ráp nha. Cái thanh cũ có ưu điểm là không mất quá nhiều diện tích, trông cũng ổn về mặt nhìn. Nhưng tường nhà mình yếu và mình cần treo nhiều đồ nên thanh đó không chịu được. Trước phía sau mình bắt hai thanh mà nó rụng mất một thanh gòi. Sau một thời gian cân đo đong đếm tìm hiểu thì mình lựa chọn kệ treo này, không biết có bền không. Lúc đầu mình tính đặt làm và sẽ hàn thành một khối sẽ chắc hơn, nhưng như vậy sợ không mang lên đây được. Nên thời điểm hiện tại những kệ lắp ráp như vậy phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Kệ này chắc phải hai người lắp sẽ dễ hơn, vì một người không giữ được hai bên sẽ rất khó để lắp. Nhưng nhìn chung là dễ lắp lắm, vì họ làm sẵn cái mối, mình chỉ cần vít lại chặt các mối là xong thôi. Coi ảnh tưởng không to lắm mà lắp lên để trong phòng mình cũng bé nữa nên trông to phết nhỉ. Nói mấy câu cài cũng lắp xong rồi, giờ mình thử treo đồ lên xem có được nhiều không nha. Cái này mình em mua cũng rẻ thôi, để dùng về lâu về dài mình nghĩ chắc cũng chỉ được 7/10, hợp với các bạn để xốp. Còn để nhiều căng như mình thì chắc cần sắt khỏe hơn. Nhìn cũng xinh xắn cây cây cây, treo đồ lên kệ cái trông ra gì và này nọ hẳn cây cây cây. Chắc sắp tới mình sẽ quay nhiều video lắm đây. Đang tiện đây thì nhà mình còn nhiều chân váy jean xinh VC đó nha cả nhà ơi. Đủ các kiểu ngắn dài to nhỏ cho các chị yêm xinh đẹp ạ. Quay lại cái kệ thì so với thanh kia mình thấy tiện và trông chơi hơn. Tùy nhu cầu và địa hình của shop mọi người lựa chọn cái phù hợp nha. Còn mình thấy mỗi cái có ưu và nhược điểm riêng nè. Và thành quả sau kia lắp và phiêu đồ đây trông ok phết mọi người nhỉ, treo được nhiều phết đấy các bác à. Mình quay lượn qua lượn lại xíu cho mọi người ngắm nghía xíu cây cây cây. Và video tới đây cũng hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình, và đây là